Ở trên các con sông tại huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều dàn nuôi hào và cá lồng bè. Nuôi các loài thủy hải sản này cho lợi nhuận cao và tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong thiên nhiên. Và nhờ nuôi hào và cá lồng bè trên mặt nước tại huyện Cần Giờ mà nhiều hộ dân ăn nên làm ra, kinh tế gia đình ngày càng khá giả. Sau thời gian làm nghề đi biển, anh Nguyễn Văn Bảy chuyển đổi sinh kế. Với diện tích nuôi hào khoảng gần 1.000 mét vuông, mỗi năm sau khi trừ các chi phí, anh Bảy cũng lời được vài trăm triệu đồng. Hào thì ăn ba cái tảo biển đồ này nọ không, mình không có tốn tiền cho ăn. Cái lợi nhuận của nó thì cũng đạt mà nó khỏe hơn cái nghề đi biển. Bán hào đó, nó cũng bán cũng được hơn cái lúc trước. Còn đây là lồng nuôi cá bớp của anh Trần Thành Minh. Với diện tích lồng nuôi khoảng 10.000 mét vuông, anh Minh đang nuôi trên 3.000 con cá bớp. Khu vực này có nước sâu nên cá ít bị ảnh hưởng do nhiệt độ tăng cao trong những ngày nắng nóng. Cá bớp ở đây được nuôi theo phương pháp thăm canh, nên từ 5 đến 6 tháng có thể cho thu hoạch. Mỗi vụ sau khi trừ chi phí, anh Minh thu lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Nước ở đây thì nó sạch, cá bớp nó phát triển rất là tốt. Bây giờ hiện tại giờ cá bớp thì tương đối là khó nuôi, những cái chỗ khác người ta nuôi không được, cho nên là chỗ này mình nuôi được, cho nên mình phát triển nó. Tại vì thứ nhất là cái thị trường nó cũng ổn định, và cái thứ hai nữa thì giờ hiện tại ta khó nuôi, cho nên người ta sang qua như nuôi những cái con cá khác thì mình chọn con cá bớp là nguồn chính để mình nuôi, để mình phát triển kinh tế. Cần Giờ là huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chiếm giá trị cao trong sản xuất kinh tế của nhóm ngành nông lâm thủy sản của huyện. Nhiều địa phương đang muốn kết hợp việc nuôi trồng thủy sản với du lịch sinh thái để tăng giá trị. Đây là một địa bàn sông nước phù hợp với cái ngành nghề này. Và chúng tôi cũng có cái định hướng là phát triển cái nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái. Đây là một cái mô hình cũng rất là tốt về cung cấp sản phẩm cho thị trường, đồng thời là đáp ứng cái nhu cầu du lịch kết hợp với du lịch cộng đồng. Với hiệu quả đạt được từ nuôi trồng thủy sản trong thời gian qua, huyện Cần Giờ đang đầu tư để phát triển kinh tế biển và du lịch, với kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nữa trong thời gian tới.